Cực hot anh em ơi, Số 7 Sao đang có sự kiện siêu sale rất đặc biệt nha. Với số ưu đãi quá khủng, dịch vụ game uy tín và vô vàn các mini game khác. Đăng ký tài khoản thành viên nhận quà đăng nhập cực hot. Bên cạnh đó, vào các khung giờ vàng mỗi ngày, anh em sẽ được một mức giá ưu đãi. Đó là mua vàng X7 và mua ngọc X10 full cả 9 server, rất là ngon đúng không anh em ơi? Săn sale lũy 80 tỷ ngay với giá cực rẻ chỉ với 1.000 đồng. Hấp dẫn hơn cả, vào những khung giờ đặc biệt, mua một nick được tặng bộ vòng rồng 1 sao và 1.000 ngọc xanh hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, 19 vòng quay dễ trúng qua siêu VIP nay đã trở lại với tính năng chơi thủ vô cùng mới mẻ và đã cập nhật rất nhiều quà VIP và rất là dễ trúng nha anh em. Trúng quà to không cần lo, truy cập ngay sobhsao.com nào anh em ơi. Ok, hello. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nha, là Gen TV đây. Đầu video mình chúc tất cả mọi người có một ngày mới rất là vui vẻ, tràn đầy niềm vui nha. Trước khi vào xem video của mình á, bạn nhớ bỏ ra vài giây mới ấn like này, đăng ký bấm chuông nhá. Bạn nhớ nha mọi người, để lại một comment phía dưới nhá, để tham gia mini game nhận vào xem miễn phí từ anh em ơi. Thì em ơi, cũng sắp đến sự kiện Halloween rồi bạn ạ. Đâu, sắp đến sự kiện Noel nhá em ơi. Noel em ở đó thì còn khoảng một ít ngày nữa thôi là đến sự kiện Noel em ở đó. Thì hôm nay mình cho mọi người xem đi sự kiện Halloween năm nay khác gì mới đâu. Sự kiện Noel em ơi, lỗi nhầm là Halloween mà Noel em ơi. Đó, sự kiện Giáng sinh ý. Đấy, mới năm ngoái thì được ra mắt vào 21 tháng 12 năm 2020 nha mọi người. Đó, thông báo sự kiện Giáng sinh 2020 này mọi người, chào các cư dân này. Đó, trong không khí se se lạnh của mùa Giáng sinh, thế giới ngậm rồng tưng bừng chào đón sự kiện Noel với nội dung như sau. Thời gian diễn bảo trì từ ngày 21 tháng 12 mọi người, thì tính ra lấy mà không bị thay đổi thì năm nay sẽ diễn vào ngày 21 mọi người. Khoảng 17 ngày thôi mọi người, hơn 2 tuần nhá. Còn hơn 2 tuần thôi để sự kiện Halloween nha mọi người. Sự kiện Noel mọi người, cứ nói nhầm. Đó, sự kiện Giáng sinh nhá, đó. Mọi người nói nhầm sự kiện Halloween đó, sau đấy rồi mọi người. Đó, sự kiện Noel năm nay mình hiểu là thay đổi mới bởi vì năm nay admin nhà hàng rất nhiều cái mà cái bông tai mới nhất với cả hào quang mới, hào quang này mới, cái hào quang nhá, mình không nhớ không nhầm nữa thì năm 2019 đi sự kiện Giáng sinh nhá, thì admin có ra mắt server 9 mới, đó server 8 nhá mới đó. Mình nghĩ mai là mình nghĩ khả năng cao năm nay nhá, năm nay thì admin sẽ ra mắt C10 mới, C10 nhá. Đó, năm nay khả năng cao thì admin sẽ ra vũ trụ 10 mới, vũ trụ 10 nhá. Đó, thì năm ngoái năm 2019 đi vào đợt Giáng sinh ý, thì admin có ra mắt server 9 nhá mới, đó ra mắt server 9 nhá. Khả năng cao năm nay là sẽ ra thêm 10 đó, 1 triệu 10 mới. Nên các bạn cứ chuẩn bị đầu tư mình ít tiền để chơi thêm 10 nhá. Đó, đấy khá nhiều cái hay ho mới. Ở sự kiện là Noel thì từ tặng cái lót cải trang, một cái cải trang giống cải trang côn ấy, nó khá là xịn sò nhá. Đi qua cổ Úc Free kiểu cổ Úc không còn một cải trang Ford nhá. Đó, đây cho xem này. Đó, hộp quà từ ông già Noel sẽ được chứa nhiều phần thưởng các loại khác nhau như được đá nâng cấp này, ngọc rồng này, vàng ngọc xanh luôn. Khi bạn mở cái tất cho ông già Noel đi, các bạn sẽ nhận hộp quà nhé. Sau đó các bạn sẽ mở ra được một sao hay là tiền giá hay là mấy cái đồ linh tinh vàng ấy mà. Nhưng mà thêm bạn may mắn lắm ngọc rồng nhá. Ông đen thì ra được mấy cái kiểu là gì nhỉ? Vàng đá nhưng mà linh tinh, bạn đồ linh tinh thì nhiều, đa số đồ linh tinh nhá. Ngon thì là có hiểm giá cả ngọc rồng thôi. Đó, khi đánh quái các bạn sẽ có hội nhận tất nhá. Tất khi tất các bạn đổi cái sao đi được sang nhỉ? Lón Noel em ơi, lón Noel nhá. Đó, khi đánh quái các bạn sẽ cơ hội nhận được tất Giáng sinh hoặc kẹo Giáng sinh, nếu bạn đội bất kỳ nón Noel nào thì may mắn sẽ được gấp đôi tích x9 kẹo Giáng sinh để đổi nón Noel đỏ nó. Ngoài ra tại Satan cùng bán hai nón Noel là xám và xanh mọi người nhá, hai nón Noel khá ok đấy. Trong lúc dạo chơi Noel các bạn có thấy một tuần nập đi lạc nào nhớ dắt về cháu ông già Noel này. Đó, năm nay thì mình hy vọng năm nay sẽ được đổi mới cái sự kiện Noel một xíu nhá, vì năm nay khá là đổi mới nhiều sự kiện Halloween đổi mới em ơi, sự kiện mùa hè cũng đổi mới một tí này, nhưng mà sự kiện trung thu cũng đổi mới em ơi. Nó khi mà năm nay sự kiện Noel cũng đổi mới mà đổi mới kiểu ra cả trang mới này, ra bông tai mới này, và cả ra sự kiện ra xe 10 mới đó. Mình nghĩ khả năng cao sẽ xe 10 nhá, khả năng cao sẽ xe 10. Ngoài ra các sông còn tích điểm ơi, Giáng sinh thì các bạn nhớ mua cho mình một kèo ở mỗi đi đường đấy bị ăn cẩu lương mà hả. Đây khá nhiều cái hay ho bạn ơi, lón chuột này, lón Noel này mới là khá là xịn sò. Đây, năm trước mình có một clip là Noel này, đây nha em ơi, sự kiện của mình nhá. Năm trước có sự kiện đâu là Noel em ơi, đó, có mấy cái lón này, đấy ra sự kiện Noel, đây có mấy cái kiểu như là vé vòng quay vàng ở sự kiện Noel mới này em ơi, năm ngoái mới có sự kiện Noel mới này, với cả nó ra nhiều cái rất hay ho mà năm nay của Ami ra nhiều cái trang mới, năm nay khả năng cao sự kiện Noel ra cả trang mới này, với cả ra C10 hay ra mấy cái map mới chẳng hạn, hay là ra hào quang, chắc cái hào quang từ năm ngoái rồi chứ hào quang cả mấy tỷ mà. Đây mấy cái đồ mới khá là hay ho, đây lón em đấy, lón Noel này, cải trang Noel này, khá nhiều cái hay là túi quà Noel này em ơi, xe tuần độc này, bông tuyết này, tạo không khí lạnh này, cây thông em ơi, khá nhiều cái hay. Năm nay khả năng cao thì ra mấy cái con pet Noel, những pet Noel này kiểu là con pet Noel thường có mấy cái con người tuyết và người tuyết AT ấy, mấy con người tuyết là con pet ấy, pet người tuyết em ơi. Sớm có năm nay có mấy con pet kiểu là pet con gì, pet
best cái sự kiện gì năm mới mà mình đang có cái best gì nhỉ? Mình nhớ không nào? Thường mấy cái best ma xương hay là best mấy cái ma bí ngô mình khả năng cao năm anh có best mới mà best người tuyết mới best người tuyết nhá. Đó mình khả năng cao nghĩ cao sẽ ra best người tuyết đấy bạn. Đấy năm nay sự độ quen từ một tính kia khả khả đổi mới khá nhiều em ạ. Đó đây cho xem một cái năm gọi đâu em năm trước rồi đấy. Đây khá nhiều cái hay ho. Năm nay mình sẽ chuẩn bị tiền, mình chuẩn bị tiền nạp vào game và gọi đầu tư một xíu cho sự kiện Noel nhé. Nhờ mấy mua mấy cái trang Halloween này, là cái trang Halloween, cái trang mấy cái trang mới chẳng hạn. Năm nay ra chẳng có trang mới quá, chỉ là nhiều cái trang mới mình chưa tiền để mua ấy, mình tích tiền để mua mới đấy. Đây, là ngoài ra khá nhiều cái hay, không khí lạnh cái thứ này, khá nhiều cái hay mọi người ạ. Đây, cho em xem từ đầu năm nay nhé. Năm nay ra những thứ rất là nhiều trang mới mà, còn trong phần bếp này. Đây, đây năm nay có nhiều cái trang mới vừa vừa C luôn. Đây năm nay có sự kiện gì đây? Gọi là ngọc rồng nhìn tinh em ạ. Đây năm nay còn cái trang mới nhiều quá. Đây cái trang này hồng hồng này mượn đây. Cái trang mới nhá, cái trang hồng hồng này Gohan xanh hay Gohan hùng gì đấy. Nhiều quá trời mượn. Đây năm nay có cái trang Black Gohan này mượn. Cái đẹp quá trời bông tai mới này mượn, bông tai mới nhá. Đấy. Khá là xịn sò luôn em mượn. Thấy chưa em mượn đấy, cái trang mới này mượn. Xịn chưa? Năm nay khả năng cao sự lỗi em ra mắt trang mới đây phải ra mấy cái gợi nhớ ý mới gợi nhớ ý này bác phải tốn kỳ này ôi gậy mới này nghe có hay này hay ho rồi đấy Gohan xanh các súng có súng nhưng mà khá nhiều cái mới cho anh em còn là hóng hớt từ sự Noel năm nay nhá khả năng cao là C10 mà C10 anh em chơi được đầu tư thì khá là ngon nhá em cứ lại mình nói qua cho anh em sự kiện Noel 2021 thôi nhá. Ok mọi người cứ mình tới nhà em thấy hay yêu quý mình như này một like thì bấm chuông nha mọi người. Đừng tua anh em ơi, xem ngay để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà. Vagabond.com khuyến mãi bán ngọc X7 100k nhận ngay 700 ngọc, quá là ngon luôn anh em ơi. Và đặc biệt anh em hãy lên shop ngay để biết cách mua 5.000 được một cây ngọc hoặc 5.000 được 1 tỷ vàng, rất là ok luôn anh em ơi. Chưa dừng lại ở đó, khi anh em nạp thẻ vào shop sẽ có cơ hội nhận được 2.000 ngọc xanh hoàn toàn lên miễn phí nha anh em. Hãy truy cập ngay Vagabond.com thôi nào. Ok mọi người, cuối clip mình chúc anh em hồng nhá, xem bạn nào là người may mắn trúng hoa hồng từ mình nhá. Đây Big A Winner này. Đây. Xem là người may mắn trúng đây. Con tư liệu tiếp tục lại Big A Winner. Ok, mình chúc bạn tên nhân vật là Thịnh Hoàng. Tên vật là Gen Blue 2C3 nhá. Thách anh làm thử thách úp đệ tử từ 1 triệu 5 một lên 100 năm triệu không không bùa không đồ xem tiềm năng sức mạnh. Ok em luôn nhá. Mày làm luôn cho em luôn. Ok. Bạn này nhá. Chúc bạn thuận tên vật là ấy nhá. Gen Blue C2 nhá, bạn muốn đồng IB Zalo mình nhận hồng nhá.